chào tất cả anh em nha bữa nay mình uh, quay clip này mình cũng uh, chia sẻ anh em về cái uh, cách kiếm tiền trên điện thoại thôi là uh, qua mạng qua tujuvi kiếm tiền trên tujuvi mình cũng có quay clip bạn uh, mình nó chạy xe nó hỏi uh, cách nào chỉ thôi nhưng mà mình cũng mới vừa biết thôi mình cũng quay uh, mình cũng quay clip mình cũng đăng lên một năm nay rồi nhưng mà mình cũng không biết mình cũng mới vừa biết thôi cho nên bây giờ mình chia sẻ là anh em rồi để mình quay lại cái màn hình của điện thoại mình sẽ hướng dẫn anh em nha đây là cái điện thoại mình cũng để danh xe cho nó cố định rồi nha anh em bây giờ mình mở điện thoại lên rồi mình mở khóa đầu tiên đây các bạn thấy cái màn hình điện thoại của mình chưa đầu tiên các bạn bấm vào tu uh, đó cũng dễ hơn em trước hết mình đăng ký logo mình đăng ký cái uh, màn uh, cái logo của mình đi là xong rồi mình cái đặt hình hay gì đó thì nó có hiện ở trên cái đây logo của mình ở đây thì nó có cái năm uh, cái phím đăng ký hướng diện đó trang chủ đó rồi bây giờ ví dụ như mà mình đầu tiên mình đăng ký logo thì có logo đây ví dụ như mình bấm vô hư diện thì đó nhưng mà trên cái phần mềm điện thoại là không có chỗ nào nha anh em là đó phải không không có chỗ nào không có chỗ nào mà nó chỉ mình à, để chữ kết kiếm tiền bấm vô đây thì cũng không có hót bấm bấm qua đây đó là mình đăng bài nó mình đăng trên kênh video tải video nè đó tải video lên là mình lấy video của mình mình tải lên là đầu tiên là mình tải video lên mình có clip ngắn thì mình để clip ngắn mình phát trực muốn phát trực tiếp thì mình phát trực tiếp đó thì cứ, cứ vậy thôi hướng hướng dẫn theo điện thoại và một cái là đầu tiên mình phải cài uh, đặt logo nha anh em đây logo thì mình về trở về trang chủ logo thì mình có cái uh, logo thì mình có cái uh, cái tên của mình đây có cái hình đại diện đây bấm bấm vô đó thì ở đây như anh em cái điện thoại này điện thoại apple uh, android thì anh em cứ uh, nhìn xem đọc trên đây chữ xuống cũng không có chỗ nào mà để mà tìm để mình chữ mà mình kiếm tiền trên điện thoại đó đâu có chữ nào kiếm tiền trên điện thoại đâu đúng anh em đó rồi bây giờ mình muốn điện thoại của mình mình muốn kết nối vô cái điện thoại thì mình sẽ mình sẽ nếu như xin lỗi tắt màn hình rồi mình bấm lại nếu như mà mình mà xài điện thoại cái này hỏi anh rau nha anh em điện thoại iPhone thì nó có cái chữ vào trong web nơi đây đó mà có chữ vào trong web mình bấm trong web là mình sẽ vô cái màn hình là mình vô cái phần của phần mềm của máy vi tính nó nó mình nói hôm nay đi chứ mình cái là mình biết thì mình đi vô cái chỗ như cái chỗ như mà cái máy vi tính vậy đó rồi rồi xong cái này là cũng không có, ha. đây ví dụ như bắt chế độ này, Rồi mình trở về trang chủ đi, đây mình thoát ra luôn. trong đây nếu mà điện thoại iPhone thì mình kết nối trong phần này được, trong nó có chữ ở đây thì mình kết nối được. còn bây giờ là mình không có kết nối được, bây giờ mình trở ra, bây giờ mình thoát về màn hình luôn, mình thoát luôn, bây giờ ở đây rồi khó ra luôn. Bây giờ mình tải cái mình có cái chôm, bấm vào chôm. Rồi điện thoại nó lát quá nha anh em. Uh, bấm vào chôm. Rồi mình đầu tiên là mình vô đây, mình chọn chữ, mình ghi vô youtube, youtube thì điện thoại mình đây mình cũng có vô rồi. Thì mấy bạn bấm cho youtube vô đây youtube com, bấm vào com đó các bạn bấm vào chấm cơm thì nó sẽ nổi lên như vậy đó rồi bạn bấm ở đây thì nó cũng không có cái phần nào hết cũng không có phần nào chỉ có chọn kênh của mình không có phần nó giờ như vậy thế này đó tạo logo rồi nó mới lên được như vậy nha anh em còn không tạo logo thì nó cũng không có không có vô cái phần này đâu Rồi thoát ra. Đây mình thoát ra. Đó rồi mình chấm vô ba chấm. này đó. Nếu như điện thoại Android thì bạn bấm vào đây. Bấm vào trang web. Trang web. Đó trang web. Bấm vào trang web. Thì nó ra phần như thế này Đó Thấy chưa Mình phóng to ra Đây Nó có nhiều kênh Nó có nhiều uh, Khám phá Đăng ký kênh Thư viện Thì trước hết uh, Thì mình Bấm vào tiếp tục ở đây Vô cái logo Vô cái logo uh, Vô cái Cái hình logo uh, logo của mình đó nó sẽ hiện ra như thế này. Nó sẽ hiện ra một đường dọc của bên đây. Đó, một cái hàng dọc đây. Rồi, các bạn có bấm vào. Bấm vào chữ YouTube. Tu vô vậy nè. Đó, bấm vào. Đó, điện thoại mình nó hơi bị chậm nha mấy bạn. Đó, điện thoại Wi-Fi mình nó hơi bị chậm rồi nó sẽ hiện cái phần đây các bạn hãy chữ ít đeo đó rồi các bạn hãy chữ ít thì sẽ... đây là mấy cái nếu mà nhưng mà mình có đăng bài thì nó sẽ hiện như vậy nha đó nó sẽ hiện như thế này là như vậy đây là phần mềm của máy tính bên cái phần mềm máy tính vô trang web phần mềm máy tính rồi mình bấm vào chữ X bấm vào chữ X đó bấm vào chữ X rồi nó sẽ hiện lên phần chữ X là phần kiếm tiền ở nha phần chữ X là vô đăng ký kiếm tiền đó đăng ký kiếm tiền nhưng mà số like của mình không được thì mình không có không có vào đây đây là phải là được được một ngàn like một là ngàn người đăng ký chứ và xem công khai là bốn ngàn và không có được vi phạm không có vi phạm à, không có vi phạm rồi xong rồi mình mới bấm vào đây bấm vào cái đường lên không báo cho tôi khi đủ điều kiện rồi như vậy là xong rồi thoát về lại thôi nó thoát về lại về lại vị trí cũ rồi mình đây là mấy cái của mình vừa đăng vào kênh mình cũng mới biết và chia sẻ cho anh em của mình thôi anh em quen biết mình hay là bạn bè nào rồi chưa sử dụng tới Đây, đó. Mình cứ đọc, mình cứ đọc và mình hiểu. Đây. Rồi. Nếu mà đủ điều kiện thì mình cứ việc bấm vô ít. Rồi, bấm vô ít đủ điều kiện thì mình cái chữ đây nó sẽ đăng hồ sơ đăng ký gì đó, mình cũng không có không có đăng ký nó nói là chữ đăng ký hay là đăng hồ sơ gì đó Rồi nói đâm na như vậy đi Rồi Thoát về Thoát về chị trí cũ Rồi thoát ra thôi Thì nào vô Thì mấy bạn cứ nhớ là Tuyubi.com Tuyubi.com mới được rồi trở về đây đó rồi mấy bạn cứ xem cứ làm theo mình rồi cứ chia sẻ và nhớ đăng ký kênh cho mình và like nha mấy bạn đó dễ thôi bây giờ mình cứ đăng ký YouTube trước rồi cái phần này là phần nếu mà được gọi là phần này là phần thư diện của mình đó phương diện của mình là mình muốn đăng bài muốn tải bài xuống xem bài của mình đó video đã xem video đã tải đó video của bạn là của mình nè đó rồi mấy bạn cứ như, như vậy mà làm nha anh em nào mà xem mà cứ làm theo mình nếu mà ok đăng ký và like và xem cho mình nha. Bye bye anh em. Đó cũng là một cái mình học hỏi và mình vừa biết cho nên mình chia sẻ lại anh em nào thì biết muốn tìm hiểu thêm và đăng ký với lại thắc mắc là tại sao mà người ta cầm điện thoại mà người ta kiếm được tiền trên YouTube á thì anh em nào vui vẻ thì vô đăng ký và xem được uh, clip của mình và chia sẻ và like và đăng ký uh, cho mình mình sau này mình sẽ làm nhiều clip hơn để mình uh, tạo kênh uh, cho mình cái kênh của mình nó phát triển lên một tí có nhiều anh em nhiều bạn bè like cho mình rồi cảm ơn anh em chúc anh em có nhiều sức khỏe bye bye